đi máy bay hai tầng thì có gì vui cũng không vui lắm bởi vì tôi không được lên tầng 2 nhưng dù sao đây cũng là một chuyến bay thú vị xin chào các bạn là lại là cho vip đây không hiểu sao để cái tóc ngố dễ sợ luôn cách đây 3 năm thì mình có chuyến bay từ incheon ở hàn quốc về đà nẵng nhưng mà trước khi ra sân bay mình làm một phần cơm rất giản dị thôi ở ga trung tâm seoul đây là món cơm với súp hải sản và đây là món rẻ nhất trong thực đơn mà mình có thể gọi được dù sao thì bên trong này cũng có nửa con gà ăn xong thì mình thông thả đi tàu nhanh từ ga trung tâm đến sân bay mình rất là thích đi tàu này luôn bởi vì sạch sẽ thoáng mát và đi lại êm nữa sau khi đến sân bay thì mình ra ngay kiosk làm check-in tự động để làm thủ tục này. Làm thủ tục cũng rất là đơn giản, quét hộ chiếu vào máy, bấm bấm mấy cái thế là đã có một cái thẻ lên máy bay rồi. Làm thủ tục tự động xong thì vô quầy gửi hành lý. Và đây là bên trong khu vực chờ của sân bay Incheon. Ở đây hành khách không chỉ mua sắm mà còn có thể xem các chương trình biểu diễn nghệ thuật nữa. Thú vị quá ha và đây là chiếc máy bay 2 tầng Boeing 747 mà mình sẽ bay về Đà Nẵng và trên thế giới thì chỉ có hai loại máy bay 2 tầng thôi đó là Boeing 747 và chiếc Airbus A380 này đây và khác với Airbus A380 là có hai tầng hoàn toàn thì Boeing 747 chỉ có tầng 2 ở phía đầu máy bay thôi giờ thì lên máy bay thôi à quên hôm nay tôi bay với Asian Airlines là hãng hàng không 5 sao của Hàn Quốc và đây là khoang hạng nhất của Asian Airlines trên tàu bay Boeing 747 tuy nhiên trên chuyến bay này thì khoang này được sử dụng làm khoang hạng thương gia còn một khoang nữa trên tầng 2 nhưng mà tôi không được lên nhưng mà thực ra đây mới là ghế của tôi nè ghế hoàn hạng phổ thông thôi. Bây giờ thì bay thôi, thời gian bay dự kiến là 4 tiếng đồng hồ. Trên chuyến bay thì hành khách hàng phổ thông còn được cung cấp tai nghe để thưởng thức hệ thống giải trí nữa. Và trên chuyến bay này thì hành khách được phục vụ bữa ăn tối. Và đây là khay ăn tối của mình với món chính là cơm thịt bò xào. Nhìn món này thì mình thấy là bò xào nhiều hơn cơm rồi đó. Ngoài ra trên khay ăn còn có salad nè và bánh bông lan tráng miệng. Riêng cái món cơm thịt bò xào mình rất là ưng luôn bởi vì có một cái túi tương ớt Hàn Quốc để hành khách có thể ăn kèm. Cái loại này thì ăn cũng không có cay lắm nhưng mà rất là thơm. Ăn xong thì các tiếp viên phục vụ trà và cà phê nóng. Lúc này thì máy bay mới bay ngang đâu đó Đài Loan thôi. Còn đây là sân bay Đà Nẵng thời điểm năm 2018.